Khoảng 2 năm trước, tôi có được một thợ săn đầu người của Google gửi email nói thử phỏng vấn với họ xem sao. Tôi có gửi hồ sơ đến chỗ họ và vượt qua được vòng gửi xe. Vì thế, họ tiếp tục mời tôi phỏng vấn trực tiếp tại đại bản doanh của họ trên Mountain View. Khi Google mời ai đến phỏng vấn tại đại bản doanh của họ, thì họ bao ăn, ở, ngủ nghỉ hết 2 đêm, 3 ngày. Muốn bay hãng nào thì bay, ở khách sạn nào thì ở, muốn ăn chỗ nào thì ăn, trong một giới hạn tương đối dễ dãi. Họ làm việc này qua một bên thứ ba gọi là Concur. Người ứng viên đặt khách sạn ở giao diện của Concur, sau cuối tháng Google sẽ trả cho Concur. Tôi nhận được một email như sau. Hóa ra họ tạo cho tôi một tài khoản ở concur.com dưới dạng số lằng nhằng @gcandidate.com với một mật khẩu mặc định. Điều tương đối lạ là tên miền lúc đó chưa được đăng ký, tôi thấy hơi lạ. Nhưng hóa ra đây chỉ là tên một tài khoản và không có ý nghĩa gì cả, như kiểu Windows Domain. Tài khoản có một địa chỉ email thật của tôi gắn với nó. Tôi nghĩ mãi nhưng không ra được ý tưởng gì hay ho. Có lẽ tôi nên đăng ký tên miền để cho ai đó sắp phỏng vấn Google cũng nên. Nhưng lúc đó nhà nghèo, không có tên thừa nên tôi cũng chẳng đăng ký tên miền. Sau này, có một đợt không biết làm gì, tôi rảnh rỗi nên đi đăng ký tra nó cái tên miền để cho ai đó thử vào domain. Hóa ra, khi có người nói quên mật khẩu thì Concur sẽ hỏi email ứng với tên tài khoản của họ là gì. Có người nhầm tưởng là hỏi cái số @gcandidate.com là email của họ nên điền vào đấy. Concur mới gửi đến cho tôi và bảo là không có số tài khoản nào có email như vậy cả. Tôi bắt đầu hơi nghi, nhưng lúc đó chẳng biết làm gì. Sau đó mấy tháng, lại có email gửi đến phát nữa. Hóa ra, thỉnh thoảng lại có một người ứng viên của Google nhầm như vậy. Tôi bắt đầu rất nghi ngờ là mình có thể làm được trò gì đó với những cái email này. Nhìn lại mấy email thì tôi lại thấy số này chỉ lũy tiến. À, tức là số này họ đặt liền một mạch từ số nhỏ đến số lớn, người sau lớn hơn người trước một vài đơn vị. Số sau tôi nhận được vào khoảng ngày 25 tháng 11 là 41536xxxx@gcandidate.com. Số trước tôi nhận được vào ngày 29 tháng 9 là 41500xxxx@gcandidate.com. Như vậy, trong tháng 10 và 11, số này tăng lên khoảng 300.000 đơn vị. Chết giờ, sau đó tôi nghĩ thêm mình có thể làm được gì với trò này. Ngồi gục lại email cũ thì để ý thêm. Hóa ra, họ thêm vào cái prefix cố định trước cái số dài loằng ngoằng đó. Ai cũng thế. Ví dụ, username của bạn là 123456@gcandidate.com thì mật khẩu của bạn lại là google123456@gcandidate.com. Cha mẹ ơi, tức là vấn đề còn lại chỉ là đoán cái số dài loằng ngoằng đó. Để đoán được cái số dài loằng ngoằng đó rất dễ. Hóa ra, Concur lúc đó không hề có một captcha gì cả. Họ code cả cái website bằng ASP. Muốn brute force kiểu gì thì brute force, nhất là khi tôi biết số đó chỉ có lũy tiến và khoảng lũy tiến của số đó, công việc còn dễ hơn nữa. Tôi viết một vài tiếng thì được một cái script Python đi kiểm tra số tài khoản xem có cái nào login được không. Tôi có brute force ra một số tài khoản chưa kịp đổi password. Biết được cái số dài loằng ngoằng và miễn là ứng viên chưa kịp đổi password mặc định là có thể vào được tài khoản của họ. Muốn xem ai, tên gì, phỏng vấn với ai, đặt máy bay khách sạn nào đều được. Thậm chí nếu muốn, tôi còn có thể xem được ứng viên đó ở đâu, số điện thoại như thế nào, người yêu, người thân khi cần liên lạc ra sao. Tôi sau đó có quyết định gửi thông báo lỗi cho Google, họ trả lời ngay sau vài tiếng và làm việc với tôi ngay lập tức. Khi trao đổi 20 email trên hệ thống của họ, và đầu tiên họ nghĩ không phải lỗi của mình mà là lỗi của Concur. Nhưng tôi có giải thích thêm, ngay cả Concur có làm captcha thì tôi chỉ mất thêm thời gian điền captcha chứ tôi không phải không mò ra được. Họ cuối cùng chịu và cảm ơn tôi và trả tiền tượng trưng cho tôi vì đã tìm ra lỗi, $500, sau đó có xin lại cái domain, tôi cho họ lại miễn phí. Sau đó, họ có gửi voucher tiền thật. Điều đặc biệt của Google là nếu bạn quyết định tặng số tiền bạn kiếm được cho các tổ chức phi lợi nhuận thì họ sẽ tặng tiếp cho tổ chức đó đúng số tiền mà bạn tặng. Tôi dùng số tiền này để ủng hộ dự án GNU của ông Stallman. Và tôi có tên trong danh sách Hall of Fame Hacker Thiện Chí của Google. Một vài kinh nghiệm rút ra. Những dịch vụ thiết yếu của Google thì họ có lẽ làm rất tốt, nhưng dịch vụ râu ria và dịch vụ cũ của họ thì cũng có rất nhiều cơ hội người bình thường tìm ra được lỗ hổng bảo mật. Để tìm được lỗ hổng bảo mật, bạn sẽ không nhất thiết phải quá hiểu nhiều thứ, cốt yếu là chịu khó quan sát. Những người làm bảo mật cho Google rất tuyệt vời và họ sẽ trả lời rất đàng hoàng nếu bạn viết cho họ một cách tử tế. Một khi bạn tìm ra được những lỗ hổng bảo mật của công ty lớn hay nhỏ, bạn có hai sự lựa chọn. Một là khai thác, hai là hợp tác.
Nhưng khi bạn hợp tác làm hacker thiện chí thì tôi mong bạn hãy hành xử như một người đàng hoàng, chơi đẹp và đừng nghĩ đến tiền lớn nhỏ làm gì. Cái tiền đó bạn quyết định trước khi hợp tác rồi. Nếu bạn thật sự muốn làm giàu thì đừng chọn hợp tác. Bạn sẽ luôn luôn nhận lại được nhiều hơn cái bạn cho đi vì những hành động đàng hoàng của mình. Khoảng 25 năm trước, khi còn là học sinh cấp 3, tôi từng đi vào một con đường không đàng hoàng. Điều quan trọng tôi nhận ra sau này là mình có thể thắng hàng ngàn những canh bạc nhỏ bằng những mưu vặt, nhưng cuộc đời thường có nhân quả. Cái quả của một hành động đúng đắn sẽ mang lại niềm vui và sự tự tin cho mình mãi về sau này. Và cái kết quả của một việc lớn bạn hay tôi làm đúng lớn hơn rất nhiều 1000 những chiến thắng tí tẹo bằng những khả năng khôn lỏi của mình. Và đó là cách của tác giả. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Hãy nói cho chúng mình biết nhé. Nếu bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ bọn mình. Còn nếu bạn muốn đọc thêm nhiều nội dung hay ho hơn thì hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com và tìm đọc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!